tất cả quý vị có mặt tại buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và bây giờ thì Quang Thanh cũng đặc biệt là thay lời cho hai vợ chồng cũng xin được chân thành gửi lời cảm ơn nồng nàn sâu sắc đến tất cả quý vị chúng ta đã không quản ngày đường xá xa xôi mà dành thời gian đặc biệt về đây để chung vui cùng gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ để ghi nhận lại những tình cảm thân thương đó của quý vị, vậy xin phép quý vị cho phép hai vợ chồng xin được cúi đầu đón chào tất cả quý vị và cũng như thay cho ngàn lời cảm ơn tri ân. Và bây giờ xin mời hai vợ chồng hãy cùng nhau cúi đầu đón chào tất cả quý vị và xin mời. À, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và phong tục tập quán bên người Khmer sẽ tiên là cúi đầu chào là chúng ta chắp tay lại đúng bàn chén làm rất đúng rất tốt đấy. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và nghi thức cúi đầu vừa rồi là ghi nhận những tình cảm mà quý vị chúng ta đã dành cho gia đình của bàn chén và thầy thuyết ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chúng ta cũng đã biết là buổi tiệc liên hoan nào dù lớn hay nhỏ thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những phần sâu sút thiếu sót của gia đình. Và buổi trưa ngày hôm nay trong khi tiếp đón vào nhiệt tiếp đại gia đình của bạn Chiến có gì không đúng không phải thiếu sót rất mong quý vị chúng ta hãy định tình mà thông cảm cho, mà có gì không đúng không phải quý vị hãy lượng thứ cho, mà cùng ở lại chung vui cùng gia đình, dùng bữa tiệc cùng gia đình thật mong miệng cho đời được vui và hạnh phúc quý vị nha. Và bây giờ xin mời hai ly bia được không ạ? Thiếp uống bia được không? Mình có hỏi hai anh em mà đúng ha. À, có bông cho em mượn hai ly bia. Nào giờ xuống trước đi ha, ngồi xuống dưới trước đi em. Hai bia ơi, bây giờ MC cùng mỗi bạn Chiến cầm hai ly bia lên. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cầm những ly bia mình lên nè, những ly nước ngọt mình lên. Quang Thanh cùng với Chiến điểm 1, 2, 3, chúng ta la vô thiệt to nha, thành lời chúc mừng cho gia đình có được ngôi nhà mới nha. Rồi đồng ý không ạ? Đồng ý chúng ta hãy cầm bia lên nè. Bây giờ Chiến điểm đây nha, lại cho mời Chiến điểm đi. Ô, MC điểm hả? Mình tốt rồi, rồi vô nè. 1, 2, 3. Đây, và bây giờ thì Điệu Chiến là có đôi lời muốn cảm ơn cảm tạ đến tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta lắng đọng một chút tâm tư tình cảm của mình để lắng nghe đôi lời chia sẻ của chủ nhân ngôi nhà mới của chúng tôi buổi trưa ngày hôm nay. Đây, xin mời Chiến ạ. Đầu tiên là tôi cảm ơn cha mẹ đã sinh ra đời tôi, để tôi nạp người. Và cảm ơn cha mẹ bên vợ đã sinh ra vợ, để hai đứa con, để cùng nhau tay chung tay đến với con thuyền, đến cây bờ biển hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy để cho con tương lai sau này, để con cố gắng chặt chẽ làm ăn, để hoang han, để che chở đời con của con sau này. Dạ, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn bằng chiếu rất là nhiều. Thì rằng đôi lời rất là ngắn ngủi và nhưng rất là ý nghĩa và rất là cao cả. Và đặc biệt là cảm ơn đến cha mẹ đã sanh ra hình hài này, dốc dáng này để cho con ngày nhớ đêm mong những đêm dài ước nguyện. Và những điều ước của bạn Chiến là hôm nay đã cốt được cô gái đã 10 năm nay. Và rất mong là bạn Chiến sẽ luôn dành tình cảm cho người vợ yêu quý của mình, và dành tình cảm cho ba mẹ của mình, và dành tình cảm cho con của mình. Và cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã đến đây và chung vui cùng gia đình, và để mừng tân gia nhà mới cho gia đình của bạn Chiến và thầy thuyết buổi trưa ngày nay. Rất là cảm ơn đến bạn Chiến rất là nhiều, và cảm ơn đến tất cả quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta đang chính thức bước vào bữa tiệc mừng tân gia nhà mới cho gia đình của bạn Chiến và thiền thuyết của trường ngày nay. Và bây giờ từ lời nói đầu tiên, Quang Thanh cũng đặc biệt thay lời cho gia đình, và có như thay lời cho anh em nhóm nhạc Nhật Phát, và có như thay mặt cho dịch vụ tiệc cưới Tu Vân, chỉ chúc tất cả quý vị chúng ta có một buổi trưa có những giây phút thư giãn thật là vui khi ngồi vào bàn tiệc của gia đình. Quý vị sẽ được thưởng thức qua những món ăn rất là ngon mà gia đình cùng với dịch vụ tiệc cưới Tu Vân chúng tôi đang chuẩn bị phục vụ cho tất cả quý vị. Rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ hài lòng và ngon miệng khi ngồi vào bàn tiệc của dịch vụ tiệc cưới Tu Vân của chúng tôi. Thưa quý vị, dịch vụ tiệc cưới Tu Vân và có như anh em nhóm nhạc của chúng tôi đang phục vụ cho tất cả quý vị, nên rất mong quý vị chúng ta chuẩn bị đến với chương trình giao lưu văn nghệ ca nhạc. Thì một lần nữa rất mong quý vị chúng ta ai còn yêu thích chương trình văn nghệ ca nhạc thì chúng ta hãy cùng đăng ký cho mình những ca khúc mà mình ưng ý nhất để chuẩn bị lên đây giao lưu một chương trình văn nghệ ca nhạc của chương trình đây. Và với chương trình này theo lời yêu cầu của gia đình là ngày hôm nay anh em nhóm nhạc chúng tôi có hỗ trợ màn ảnh rộng trên này để phục vụ một chương trình rất là dễ dàng. Nếu quý vị nào không thuộc lời, không thuộc bài hát, chúng ta sẵn sàng đăng ký cho mình bằng ca khúc karaoke, hát bằng karaoke trên này. Và ngày hôm nay với sự đặc biệt góp mặt của nhạc công Gia Lu, và trong suốt thời gian qua quý vị đã biết là nhạc công Gia Lu là đánh nhạc Việt cũng giỏi, nhạc Khmer cũng giỏi, và ngày hôm nay nhạc công Gia Lu là đặc biệt là một khách mời đến với chương trình có mặt tại sân khấu này. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ được thưởng thức qua những giai điệu ngọt ngào mà Gia Lu gửi tặng tất cả quý vị có mặt tại buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy chuẩn bị đến với chương trình Gia Lu văn nghệ ca nhạc sau ít phút giải lao nữa quý vị nhé.